Dạ bây giờ là thiên sư chưa cho cô chú biết về đền này nha. Có biết đền này là đền gì chưa? Chắc là chưa đó cô chú nhé. Là bây giờ là thiên sư chưa cho biết là đền này người ta gọi là đền Angkor Wat. Dạ Angkor có nghĩa là kinh đô, Wat có nghĩa là đền, đền thờ hay là chùa. Dạ bây giờ người ta gọi là kinh đô chùa. Ngày xưa là đền này không phải là nhà ở của vua, đền này là làng mục của vua nhá. Thì làng mục của vua thôi, làng mộ, không phải là nhà ở của vua đời nhá. Yeah, đền này là người ta gọi là đền Angkor Wat rồi nhá cô chú, đã xây dựng trong năm 1113 đến 1150, trong thời gian xây dựng là 37 năm liên tục. Dạ đền này là một đền để xây dựng để đường thờ Vishnu của Ấn Độ giáo thôi, ảnh hưởng theo Ấn Độ hết cô chú. Tại trong thế kỷ 11 là Campuchia cùng vẫn ảnh hưởng theo Ấn Độ thôi. Bởi vì vậy là ông vua đã xây dựng đền này để tương thờ Ấn Độ giáo. Dạ, chỉ có một đền này thôi chứ. Xây dựng một để tương thờ Ấn Độ giáo. Và đền này có 3 tầng. Tầng thứ nhất là địa ngục, tầng thứ hai là trần gian, tầng thứ ba là thiên đàng. Dạ, cô chú và bên này lối mình chân thu lên thiên đàng nhé. Để tăng tuổi thọ của mình được 5 tuổi nhé. Để thành lập thế giới. Thiên đường là bây giờ là mất tay hết rồi. Ba ngón tháp này là tượng trưng cho trái tim của đất nước Campuchia. Này nha, người Campuchia cũng như người chưa có duyên được. Đây là kỳ quân thế giới trong năm 1992, UNESCO công nhận là kỳ quân của thế giới. Cái kiến trúc này là cực kỳ không có ai làm được. Ngày xưa là người Campuchia rất là thông minh, học theo Ấn Độ thôi. Đây là kiến trúc này ảnh hưởng theo Ấn Độ. Người học theo Ấn Độ nhưng ông Độ, Ấn Độ là thầy giáo cô giáo nhưng là không biết xây dựng đền. Người Campuchia học theo Ấn Độ là biết xây dựng cách cái đền kiến trúc này rất là hay. Ngày xưa không có máy đo đạc gì hết, chỉ vua Campuchia nhìn bằng mặt thôi. Dạ, thế đa không thôi. Dạ. Đây tên hiện đây là ngàn năm, nếu mà không có chiến tranh như là đền này cũng vẫn đẹp. Trong chế độ tàn phá rất là nhiều, Pol Pot đã phá. Nó tức là nó không bắn đây vào là ngày xưa thiêng liêng lắm, ở đây bắn không vào ở đây, nhưng là nó gần đây bị ảnh hưởng cho đền. Là có nghe là không năng. Nhìn được thắng thấy ba ngón tháp thôi, nhìn sắt đến thấy năm ngón tháp luôn. Là cũng là trong quốc kỳ Campuchia đấy, cùng người ta lấy ba ngón tháp này đại diện cho đất nước Campuchia luôn, là trái tim của đất nước Campuchia, nên mà mình có thể là chụp tập thể ở kiếp này. Cái đền này xây từ năm bao nhiêu? Năm 1113 chưa? Tới 1150, trong thời gian xây dựng là 37 năm liên tục. Tới hiện nay là khoảng gần ngàn năm rồi. Ngàn năm rồi? Dạ, ngàn năm. Thời đó người ta đã làm giỏi này. Đà này là người ta xây son dẹp thôi, là người ta lấy đà này kéo ra từ núi Cư Lên ra bên này nhé. Từ núi Cư Lên cách đây là xây chục cây số nữa. Là công Apsara ở đây ngày xưa là tất cả là hơn 2000 bức tường. Vũ công Apsara là vũ nữ Apsara ở trong hồng cung này. Và trước khi là mình vô trong này là mình khách quốc tế là khách cả nam cả nữ, mình phải tại sao tại chỗ này bông đèn họ thì người ta dạ, hồ nước này trước khi ngày xưa là người nào có tôi lôi lực trước khi lên thiên đàng phải tắm rửa đây sạch sẽ cho hết tôi lôi vừa được lên thiên đàng nhé. Là bây giờ là dành cho dân bên kia, dành cho vua một bên kia đấy. Bây giờ là không có nước là UNESCO công nhận là kỳ quân của thế giới. Sau đó UNESCO đang nghiên cứu biết là khi nào có nước sẽ ảnh hưởng cho đèn, sợ bị sập đấy. Bây giờ là UNESCO bơm nước ra hết, không cho có nước nữa. Từ chị ấy, đất nước ba lần để cầu nghiêng nha, trước khi lên thiên đàng. Mình tạm xưa sát xe xong rồi, vào bên này để đập nước, để cầu nghiêng lên thiên đàng. Ngày xưa là như vậy. Cả dân trước khi lên cặp vua ở trên thiên đàng mình phải làm bên này. Bây giờ là đập ba lần thôi. Đây có ngay do âm lên á. Ho đập ba lần, đập mắn là trung thui và mắn me, sức khỏe của mình rất là tốt. Nếu đập nhẹ là mình không trung thui. Sau đó là cầu nghiên xong rồi mình lên bực chân lên thiên đàng nhé. Đây là trong nghe người ta gọi là đập trộn đập nước cầu nghiên thiên đàng.
Tại sao là thiên nơi là đền này là đi theo anh tộc Giao? Tại sao là con lại có vật Giao lần này? Tại vua Giao này trong thế kỷ 17 là ông vua đi theo Phật Giao. Sau đó là ông vua Muni Vuông, ông đã xây dựng một cái tượng Phật ở bên này là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật này rất là thiêng liêng, ngày xưa là dân Campuchia người ta không có thai đấy, không có con, người ta đã xin ông Phật ở đây, tượng Phật ở bên này. Và ngày xưa, và tại sao là một cái nữa là tại sao là người ta biết là lịch sử Campuchia xây dựng trong đêm trong năm thứ hai là Phật biết hết. Phật đã nghiên cứu trong này trong 1860 có một ông tên là Henry Mohut, ông đã đi du lịch ở trong đất nước Campuchia. Sau đó ông vào trong rừng này là cắt được một đèn ông vua ở Angkor Wat này rất là đẹp. Ở chỗ này đấy, đây là người đã đi theo đạo Phật, người ta tôn thờ là Linga Vajuni. Có bên Linga Vajuni không cô chú? Linga là cái này là tương trưng cho nam, Yoni là tương trưng. Dạ, Yoni là tương trưng cho nữ. Dạ, ngày xưa là Linga lập vô trong này, là ngà tôn thờ này là tương Phật, ngày xưa là đi theo đạo Phật đấy. Dạ, đó thì đi theo Phật Hindu giáo. Người ta thì tôn thờ này là tương Phật. Dạ, Hindu giáo chứ cô. Dạ. Bây giờ là thiên sẽ chia cho đấy là thiên hỏi là hai cô này là bên này là có chồng bên này chưa có, hay là có con thôi là chưa có con ở bên nào nhỉ? Biết thì có một điểm là mình biết chưa có con bên này chú bư hơn này có chú đang nói ngược rồi nhé. Bên này tại sao là như thế, là mấy là thiên cho so sánh bên này và bên này thôi nha, so sánh bên này và bên này thôi. Xem như thế này để cho biết là ngày xưa người ta xem như thế nào để cho biết xem là bên này và bên này. Có cái bàn này dối là xong là bụng nguyên. Xôn nào rồi? Đây hả? Đây dưới bụng dưới bụng dưới bụng dưới bụng dưới bụng. Đúng rồi. Đây à, chỗ này là cọ ngang ngang đấy, vết vết ngang ngang đấy. Cọ vết vết ngang ngang có nghĩa là ngày xưa là cọ chồng hay là cọ con rồi. Ngày xưa người ta xem như vậy nhé. Con gái bên đây cọ rồi, bên đây là chứa. Đây là ngay, bên đây là... Nó bị răng da đấy, hiểu chưa? Bên đây cọ rồi. Đây là sao con cọ đâu nhỉ? Nhá.
Thứ nhất là chiên chăn, và thứ hai là mật cục đơn này là có người chùm để bán cho Thái Lan, có giá cả rất là cao nhé, ở bên trên này nhé. Nhưng người nào chùm là cục đơn này cũng là không xong được lâu đâu. Đây cũng một số người cũng là đã chiên theo. Dạ, bây giờ là cô chú qua bên này là thắp nhang với tượng Phật Cát Ca Mâu Ni ở bên này. Nè, ai muốn cho may mắn nhé cô chú nhé, cho người ta buộc dây đo này cho may mắn nha. Cái đo này. Bạn ấy ban đầu thì cô đã sẽ cùng đi đầu về thì đào tạo để đi bộ chúc mặt là một người một đô ba kiểu, dạ, hai người hai đô ba kiểu. Vô hết luôn hay sao cậu? Trời tiên. Hai người chụp cùng ba kiểu một đô hay chụp hai kiểu? Chụp 10 kiểu công đức, hai người cả hai đô à?